Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vuzi Auto. Với giá tiền tầm hơn 300 thì sự lựa chọn Kia Cerato là một sự lựa chọn thực sự là hoàn hảo. Bình thường các bác mua một chiếc Kia Cerato đời 2010-2011 thì các bác mới có thể là sở hữu về tầm 300 triệu. Nhưng mà ngay trước mặt các bác đang là một mẫu xe với tầm 300 triệu cộng thêm một số tiền nhỏ nhỏ thôi. Chỉ bằng một con xe máy thôi nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Kia Cerato đời 2018. Vâng, 2018 nhá, động cơ máy 1.6, ăn xăng khỏe lành bền. Xe mang biển Hải Phòng 15A57122. Một mẫu xe lành bền với động cơ máy 1.6, tiết kiệm nhiên liệu, phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ. Có la răng đúc, phay cực kỳ xịn sò, lốp Michelin dày cả dàn, nội thất ghế của xe vẫn còn zin nguyên bản. Đấy, điều hòa mát lạnh, ghế, vô lăng các thứ của xe thì gần như là mới tinh luôn. Một mẫu xe ngon lành bổ rẻ, các bác nào mà ít tiền tầm khoảng hơn 100 thôi, các bác vẫn có thể mua được chiếc xe này. Các bác chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 150 triệu đến 170 triệu. Sau đó là trả góp thêm vài năm thôi là các bác đã rinh được chiếc xe này rồi. Phải nói thực sự là đúng là không thể nói là rẻ hơn được nữa rồi. 2018 Kia Cerato 1.6, xe bao đẹp, bao nét, bao chuẩn chỉ cho các bác nhá. Và chiếc xe này là một chiếc xe với động cơ rất là lành bền, máy ngon số ngọt, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi đối với đường trung bình. Một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc rất là chất lượng luôn. Và chiếc xe này thì lăn bánh được 9.8 rồi các bác ạ. 9.8 nhưng mà gần như tất cả các chi tiết nội ngoại thất của xe vẫn còn mới kính quang luôn. Chất xe đẹp, một mẫu sedan hạng C và được nhiều người mến mộ. Và chiếc xe này thì về cửa hàng em cũng được một ngày thôi. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe mà mới về được một ngày đẹp như thế này thì alo ngay cho em Vuzi Auto qua số điện thoại 0869158926. Đúng là thực sự là không thể rẻ hơn được nữa rồi. Và có thể là các bác trả tiền thì đúng là chỉ có bằng hơn 100 triệu đồng, gọi là 150-160 đi. Thế mà các bác đã mua được chiếc xe đẹp như thế này về thì quá là yên tâm luôn. Một mẫu xe ngon lành bền rẻ, động cơ ngon lành và máy số là bao zin toàn tập. Cam kết các bác là xe không có đâm va tai nạn ngập nước, nguyên bản chuẩn chỉ luôn nhá. Và xe thì mang biển Hải Phòng, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Còn em này thì đăng kiểm vừa mới hết tháng trước xong, em sẽ bao đăng kiểm cho bác. Đương nhiên là bao 1 năm đăng kiểm rồi. Cái đấy thì các bác yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Xe mua mới mà đăng kiểm còn thì các bác lo, còn nếu đăng kiểm hết bên em sẽ lo toàn bộ. Nên là cái vấn đề này các bác yên tâm, túi khí an toàn đầy đủ, chả thiếu cái gì. Đấy, mỗi cái là con này thì không phải là đề nổ start top mà vặn khóa chìa thông minh thôi. Còn đâu là xe cũng có màn hình, có điều hòa auto, tất cả các chức năng vừa ok hết. Kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường, gương kính điện điều chỉnh đục cục xe đầy đủ. Và form xe thì tương đối là cứng. Một mẫu xe giá rẻ cho các bác nhá. Và thôi, bây giờ đi chi tiết từng phần đi để các bác cùng đánh giá về chiếc xe này. Đầu tiên thì ta sẽ cùng đi về phần đầu của chiếc xe. Với form 2018 thì đây là một chiếc xe form mới 2019 rồi. Mặt catalan các bác nhìn này, điểm những đốm ánh sao rất đẹp luôn nhá. Mặt catalan mũi hổ của xe, logo Kia, các bác thích thì các bác có thể là thay cái logo bằng logo mới cũng được rồi. Vâng, còn form đèn xe thì em này đã được độ lên đèn bi xe lông nhá. Đèn bi LED này, đây là độ này, đèn bi LED kết hợp với đèn pha LED nhá. Ánh sáng công suất rất là cao, khả năng chiếu sáng tốt. Và nói chung là dòng này thì đi quá yên tâm luôn. Đấy, xe quá đẹp và quá ghê gớm. Phần các cái phần khe mép của xe là cân đối hài hòa, không có lỗi lầm. Đầu cản thì có chảy xước tí nhưng mà đã xì tút xì tát lại rồi. Còn đèn gầm của chiếc xe đang sử dụng đèn bi. Đấy, các bác nhìn này, biển số đẹp đẽ nhá, sạch sẽ. Và chiếc xe mang biển 22. Đấy, biển số chập rất đẹp luôn, 122. Và phần đầu đây, các bác nhìn toàn bộ phần đầu này, căng đều sạch sẽ, bóng đèn đây. Đấy, đèn độ lên đèn bi cả đôi luôn, rất là trị giá. Riêng cái đôi bi này thì các bác cũng đã đỡ được rất nhiều tiền rồi. Bác chủ bác độ đến hơn 5 củ cơ. Và không ảnh hưởng đến đăng kiểm nhá, bên em sẽ bao đăng kiểm cho các bác. Tôn cabo thì chắc chắn này. Đấy, tôn cabo dày chắc chắn và sơn là sơn zin của tôn cabo. Động cơ máy đang nổ rất là êm luôn. Kính thì bao zin cho các bác, toàn bộ cả xe là kính bao zin toàn tập. Phần la răng của chiếc xe thì đang sử dụng là la răng 5 chấu kép. Đấy, la răng 5 chấu kép nhá. Đấy, các bác nhìn này, la răng phay rất là xịn sò luôn. Cái logo này thì em sẽ bao cho các bác vì nhà em cái này thì không thiếu. Có cái đấy đồ nguyên bản của nó thì bị nứt ra rồi, còn không vấn đề gì. Lốp Michelin 2018. Zin nguyên nhá, đây là dàn lốp zin của hãng ấy ạ. Lốp zin của hãng và còn nguyên luôn. Đấy, lốp zin từ đầu luôn. Pilot Sport 4. Vâng, dòng lốp thể thao của những chiếc xe Kia Cerato lắp nguyên bản từ ban đầu nhá. Và phanh la răng này các bác ạ.
phanh đĩa này. Đấy, các bác nhìn phanh đĩa của nó còn han này. Xe này là một chiếc xe ít đi. Đấy, tương đối là ok. Sơn sườn thì đẹp. Tôn vỏ căng, xi nhan được tích hợp trên tay gương. Và gương kính thì có điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Cụp xe đầy đủ cho các bác luôn. À, xe là cụp nào. Đấy, có cụp điện đầy đủ, không thiếu cái gì. Cái này thì đương nhiên là chức năng xịn chuẩn của xe rồi. Thế còn về phần tôn cánh thì cam kết các bác là không có bả tỉa. Đấy, có chống ồn, không bả tỉa. Con này là chống ồn hết rồi nhá. Chống ồn hết cánh, thế cứ bảo làm sao mà đi con này. Nó rất là chắc và êm, không hề có tiếng động phòng phành. Đấy, keo chỉ bao đẹp, bao nét cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này. Chỉ keo bao nét, tappi sạch sẽ. Đấy, da đẹp căng này. Và các cái phím này của nó vẫn còn rõ ràng nhá. Đấy, phím vẫn còn rõ ràng. Đấy, nổi sơn chuẩn chỉ luôn. Đấy, tất cả các phím điều khiển gương chiếu hậu này, rồi điều khiển kính này, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và kính này, đấy các bác nhìn này. Kính của xe là được dán phim 3M chống nhiệt. Đấy, chống tiêu UV tử ngoại. Đấy, rất là ok. Đấy, kính điện này, các bác nhìn ạ, toàn bộ kính này. Đấy, lên xuống nâng hạ bình thường nhá. Đấy, và trần bên trong xe là con này đã được lên trần 5D. Các bác nhìn trần sạch sẽ này. Đấy, trần 5D sạch sẽ, da căng bóng luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, da căng đét luôn, không hề lỗi lầm này. Đấy, toàn bộ da của xe căng bóng luôn nhá. Da đẹp, sạch sẽ, không có lỗi. Và có lỗ thoáng khí để các bác khi mà ngồi lâu là không bao giờ bị nóng lưng, da mồ hôi. Đấy, cái này là kể cả là phần dưới, phần trên. Đấy, lỗ thoáng khí này các bác ơi. Đấy, và chiếc xe này thì đang sử dụng là sàn da 5D. Đấy, sàn da 5D kết hợp với sàn cao su 2D phía trên. Đấy, bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga của xe thì cũng còn tương đối là mới, sạch sẽ. Vô lăng khâu da mịn màng luôn. Đấy các bác nhìn này, vô lăng khâu da của chiếc xe. Riêng em đánh giá vô lăng này đánh giá tầm 9 điểm luôn. Gần như là mới tinh. Các cái phần này của nó là vẫn còn nguyên cái sần. Đấy, không có lì mòn tí nào, còn nguyên sần luôn. Đấy, túi khí an toàn đầy đủ nhá. Và các cái cụm phím này của xe là còn rõ ràng này. Đấy, tất cả các cái cụm phím này nó còn rất rõ ràng luôn. Không hề bị mờ. Đấy, còn nguyên luôn. Và các cái đèn, cái phím chỉnh đèn này này, của nó còn mới tinh luôn này. Đấy, toàn bộ đây nó vẫn còn rất là mới nhá. Bên này anh thấy này, gạt mưa, gạt kính các thứ là ok. Đấy, nói chung là tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Gạt kính phơi tơi sạch luôn, không hề có lỗi lầm. Và chiếc xe này thì các bác để ý là đồng hồ lăn bánh của nó là 9.8 nhá. 9.8 chuẩn chỉ, không có tua gì cả. Xanh xe xe thì nói chung về chất thì quá ok rồi. Còn đây, lại đến là điều hòa. Điều hòa của chiếc xe đang sử dụng là điều hòa auto. Có điều hòa điều chỉnh auto full hai vùng riêng biệt nhá. Lại có điều hòa cửa trước, cửa sau. Đấy, rất là ok. Màn hình này, ngon lành phở. Xe thì bao chất, bao đẹp cho các bác rồi. Đấy, bác nào mà yêu thì qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Xe đang có mặt tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Một mẫu xe với cái giá rất là rẻ các bác ạ. Chỉ đầu 300 triệu thôi. Vâng, rất là thơm và rẻ luôn. Nội thất thì còn tươi rói, sạch sẽ, không hề lỗi lầm. Sàn da này. Đấy, các bác nhìn chất sàn này. Đấy, còn nguyên luôn. Đấy, và cái này thì bên em cũng cam kết cho các bác là chuẩn chỉ là không có tua nhá. Đấy, lốp đằng sau này. Xem có vẻ 2018 không? À, xem nào, em đang tìm 5 lốp mà chưa thấy đâu. À, nó chui vào trong à. Con này là lốp 2018 luôn. Đấy, lốp zin cả dàn vẫn còn nguyên. Dàn lốp rất là sạch sẽ, đẹp luôn. Và cua lốp này. Đấy, lòng cua lốp này sạch, không hề có mục mọt tí nào. Đấy, chất xe thì đây là một chiếc xe rất là cứng luôn nhá. Tem nhãn định danh nhiên liệu là còn nguyên này. Và chiếc xe này thì vừa về cửa hàng chưa kịp dọn dẹp gì. Đấy, hệ thống đèn hậu đằng sau. Đấy, màu đèn căng sáng, không hề có lỗi lầm, không hề có ố mốc rạn nứt. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đèn căng đều luôn, ôm sát về phía đằng sau. Và phần đằng hậu này, body lipo dưới này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, kiểu dáng rất là thể thao, trẻ trung. Tuy nhiên là cái này thì được cái là điểm là đặc biệt, đó là cốp mở thì nó không bấm khóa đây, mà nó lại phải vào trong xe để mở, nên là rất là an toàn cho những ai mà sử dụng nghe, hoặc là các bác sử dụng khóa điện, khóa khiển cũng được. Đấy, con này thì rất là an toàn luôn. Đấy, con này mình sẽ mở như thế này. Đấy, cái này là cũng là một cái rất là cẩn thận của nhà sản xuất. Vâng, thì phần chỉ keo này. Đây các bác này, chỉ này. À, các bác có nhìn thấy cái này nó bẩn bẩn không? Đây chính là cái dán keo 3M dán vào đây. Thế nhưng mà chưa lột ra hết. Cái này dán để chống ồn cũng như chống nước đấy ạ. Thế nhưng mà đây là bác chủ trước bác ấy dùng.
Về sau là bác cái lột ra, đây là nó chính là cái này này. Đấy, nó chính là cái giống chống ồn này. Thế bác cái lột ra rồi, thế là nó còn cái vết tích thôi chứ không phải là như thế nào cả. Đấy, còn nguyên nhá. Tất cả chỉ chống ồn của xe là bác chủ bác cái để nguyên, còn nguyên luôn. Đấy, chất xe cứng đét luôn này. Đồng sơn sạch sẽ, xe ngon, máy gầm chất, nội thất tươi. Đấy. À, lốp sơ cua đây. Con này thì lốp sơ cua đồ nghề các thứ là đầy đủ. Đấy, không thiếu cái gì. À. Đấy các bác ạ. Đấy, đồ nghề và dưới là lót sàn hết 3M rồi. Cứ bảo làm sao con này nó ồn chống ồn rất tốt vì đây là toàn bộ dán chống ồn cả cánh nữa là hậu lòng thùng các thứ là dán hết. Thế nên là chất xe này thì tương đối là cứng luôn. Một mẫu xe sedan hạng 1C mà được rất nhiều người ưa chuộng. Giá chỉ có đầu 300 triệu thôi. Vâng. Xe rất ngon. Đấy, chất lượng và lốp dép thì còn nguyên cả dàn. Xe đẹp luôn, cứng luôn. Nội thất tươi. Đây các bác nhìn này, nội thất đẹp này. Nhìn từ bên này sang nội thất cũng rất là ok. Đấy, kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng và bình thường. Không hề lỗi lầm một tí nào cả. Đấy, đồng sơn xe rất là sạch sẽ nhá. Chỉ keo bao nét lẹt cho các bác luôn. Đấy, các cái con ốc này là chưa có động chạm này, còn nguyên luôn. Nguyên của nhà sản xuất luôn. Đấy. Các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Kia Cerato thì đây là một chiếc xe ok cho các bác. Và con này quên, có một cái chức năng rất là hiện đại luôn. Đó là sạc điện thoại thông minh. Đấy, đây là sạc điện thoại thông minh cho các bác này. Có cổng sạc riêng, nhưng mà đây còn có điện thoại cả sạc thông minh nhá. Vâng, cảm ứng luôn, rất là xịn sò. Chỉ keo bao nét bao đẹp cho các bác rồi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, một chiếc xe giá rẻ luôn. Nhiều bác mua xe thì đắt thì lại bảo là chê sao đắt thế. Rẻ thì lại bảo là sợ nó có lỗi. Nhưng mà nói thật các bác là tiền nào của đấy hết. Các bác mua một chiếc xe cứng thì chắc chắn là giá nó sẽ phải nhỉnh hơn một chút. Đương nhiên là các bác sẽ đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Xe đều được bên em bao cam kết chuẩn chỉ luôn. Nếu có vấn đề gì phát sinh xảy ra thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết thì các bác nhá. Nên là các bác yên tâm, không phải lo nghĩ gì cả. Một chiếc xe ngon lành bổ rẻ, giá tiền thì thơm như muối mít. Vâng, chỉ có đầu 300 triệu thôi, chưa đến 400. Đấy, thơm như vậy mà còn không mua thì còn mua cái gì. Mà chất xe thì máy số là bao zin còn nguyên luôn. Máy là máy zin đấy các bác nhá. Máy zin, đời 2018 máy zin nguyên. Nghĩa là không có ngập nước, không có thủy tích, còn nguyên bản. Đấy, xe còn nguyên bản luôn. Từ keo ốc chân máy đến toàn bộ phần dưới đây. Các cái phần khe của bên máy và số này còn nguyên luôn. Ốc bao zin cho các bác. Đấy. Thế là bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Kia Cerato mà muốn mua một chiếc xe giá rẻ thì cứ qua bên em. Bên em thì sự lựa chọn xe Cerato thì nó rất là nhiều. Nói chung là xe bên em có tầm khoảng 20 con Cerato, tha hồ các bác lựa chọn luôn. Và tầm tiền thì bên em có khá là nhiều. Cerato đời muốn khoảng tầm hơn 200 cũng có. Và xe thì đương nhiên cũng bao chất bao đẹp cho các bác rồi. Đấy. Và chiếc xe này thì vừa về cửa hàng em với mức giá thì vô cùng cạnh tranh, nên là bác nào mà yêu thì qua cửa hàng xem xe nhá. Đây, em bật quả đèn lên. Tầm này thì thời tiết như này thì cũng nói chung là xe cộ thì đấy, em sẽ bật đèn lên cho các bác để cùng đánh giá về chiếc xe này. Đây, cái quả đèn bi led của nó này. Đấy, bi led và đèn pha đây, pha led đây. Rất là sáng nhá. Riêng quả đèn gầm cũng đã là ok quá rồi. Vâng, khả năng chiếu sáng cực kỳ tốt luôn. Trong ánh sáng ban ngày mà nó đã sáng như thế này rồi. Đấy, chiếu sáng khỏe, ánh sáng căng đét luôn. Và xe thì bao không lỗi, bao chuẩn chỉ các bác nhá. Đây, gầm của nó này, gầm của xe này. Đây, các bác nhìn gầm này. Đấy. Một chiếc xe Cerato đời 2018 các bác nhá. Xe bao đẹp, ngon đét đèn đẹp. Đấy, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Bao chất, bao chuẩn chỉ. Đấy, không hề lỗi luôn. Vô lăng củ số thì gần như là mới tinh. Xe bao chuẩn chỉ, đây các bác nhìn này. Phím biếc là mới tinh này. Màn hình nhá, có cam lùi kết hợp các thứ đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy, cam lùi đây. Đấy, và các cái phím này của xe là gần như mới luôn. Xe chất như thế này, nhưng mà lại em lại đang bán cái giá nó chỉ có 398 triệu đồng. Đấy, vẫn có bớt cho các bác một chút lọc lá. Vâng, rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng. Và chiếc xe này các bác mà thích trả góp thì vẫn trả tầm khoảng 150-200 ok. Đấy, xe ngon mà đúng là cơ hội thì không hề bỏ qua một tí nào. Cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn.